số 8 đội trưởng Nguyễn Hiếu Trung Anh, số 10 là Trần Hữu Thụ, số 11 là Dương Minh Thắng, số 12 là Lê Ngọc Nam, số 18 Lê Thế Mạnh, số 19 là Lê Văn Vũ, số 23 là Ngô Văn Yến. Như vậy trận đấu đã bắt đầu.
áo số 18 là Lê Đức Mạnh cũng đã có được bàn thắng để sát bằng tỷ số 3 đều. Show and just once more before you go. A one, a two, a three.